sáng nay anh Thuận cũng về Hà Nội mà anh bảo nóng lắm. Trong khi đó ở đây chị chưa cần mở quạt cơ mà. Nghe về Hà Nội nghe cái vẻ xa xôi chưa. Thế là ba bố con đang đi ăn hả? Vâng, con đang đi ăn đây. Thôi, chị rất là cảm ơn nhé. Yên tâm rồi, vâng, có gì thì chị cứ alo chị bọn cảm em. Cảm ơn nhiều. Biết và... Ừ, rồi, có gì thì chị lại điện nhé. Vâng, cảm ơn. Chào ba bố con nhé. Chào ba. Chào cháu, các cháu. Mọi người là như tinh thần như này là yên tâm lắm. Mình cũng sợ, chỉ sợ ba cái lo lắng quá này. Không, ở từ đây là nó rẽ sang bên đằng xã được mà. Đúng rồi. Từ đây là rẽ sang xã luôn. Xã thì phải xuống một tay một gì vào đấy có lâu không? Gửi nhanh thì không phải gửi xe nhỉ? Nếu như gặp thầy luôn thì là gặp luôn. Anh với bố ngồi trong xe thôi. Nghĩ đây sẽ được rồi nhỉ? Hay là trên nữa nhỉ? Trước mặt là phố cửa Bắc, trên nữa mình sẽ đi. Cửa Bắc này là phúc nhiều kỷ niệm rồi đây. Nhớ đời. Phải mất một chiếc ô tô ấy nhỉ? Hy vọng chứa chan. Chứa chan, mất một chiếc ô tô. Thôi, sao? Không sao. Mất nhiều ô tô. Bây giờ buôn ô tô thì chỉ đi lông nhông. Nó là cái bài học còn lại. Nó là bài học. Mất thế này nó còn ra bao nhiêu bài học? Đúng rồi, là bài học coi như mình đi học. Đây Châu Long này rồi. Đó là cái trải nghiệm. Nhưng mà cái hàng đấy nó bây giờ nó mua cái nhà mình xong nó làm cái gì rồi bác? Nó làm nhà ở. Nhà ở thôi chứ nó không bán hàng à? Phí nhỉ? Mình sửa để cho nó đẹp quá đâu. Nó lại bán dễ. Lại bán dễ. Thôi. Chưa sập sệ lắm. Bố cái hồi trước khi sửa bố còn vào mà. À thế ạ? À? Bố còn vào bố quay bao nhiêu cảnh. Yeah. Bố chụp ảnh cái hồi lại chưa quay. Yeah. Bố còn vào bố còn góp ý cho Phúc mà. Yeah. Để mà sửa sang ra ấy mà. Không nhớ chứ bố.
nhau một set xong bắt đầu là xem rồi là còn sửa đi sửa lại. Đi quá là sao? Quá mất rồi. Thôi trước mắt nó là cái phố. Tôi đang vẫn đang Châu Long. Thì đúng rồi. Bây giờ nhưng mà phải rẽ qua. Ok phải rẽ trái. Đấy là phố Đức Chính à? Phố Đức Chính. Mình là phố Đức Chính à? Ông nghĩ là bây giờ đã hẳn hẳn đánh quá rồi thì trước mặt là bên phải là màu mãi. Mình là phố xong cứ để cho ô tô để linh tinh nhỉ? Chiều hay đường hai chiều đấy. Mình đi qua kia xong mình rẽ trái thôi mà. Chạy thẳng đây rẽ trái là xuống xã luôn. Xã ngày xưa nhà bác Bích ở trên này, bố mẹ hay xuống lắm. Hay đến Bích ngày xưa ở đây à? Bác Bích ở ngũ xã. Bích ở tiếp hỏi Nam với Bình về tí. Mình đi ra cái chợ Châu Long mua đồ để ăn. Phải kể như thế để sau này Phúc Quý Bông mới nhớ. Chứ không có là sẽ quên hết. Nên vì không nhớ được. Chui xuống đây xuống hồ Trúc Bạch thôi. Đấy, vấn đề. Vẫn còn 10 phút nữa. À không. 5 phút nữa thì vừa. Xuống đây nhá. Xuống đây xuống hồ Trúc Bạch. Xe máy để hai bên tay lái này. Để xước xe. Cái hàng ăn Ấn Độ này là khi nào mình quay lại nhỉ? Ăn được vào mùa đông ăn được. Ngon. Vừa mới qua mùa đông xong. Trời mùa đông cũng ăn mới thích. Cái hàng Ấn Độ nó hơi cay cay mà.